Xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để tiếp tục đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Xin chào quý vị khán giả và anh chị. Và em tự giới thiệu là em là Nguyễn Văn Mậu. Em là tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy. Em năm nay 28 tuổi. Còn em? Em là Đào Thị Lam. Em năm nay 28 tuổi. Em là nhân viên kế toán. Em quê đâu vậy? Cái giọng nói Nói chung là hai vợ chồng là cùng Nghệ An hết. Trời ơi, Lan với Mậu bằng tuổi mà thấy em trẻ hơn Mậu nhiều lắm. Nhìn rất là chững chạc và rất là... Em đi đâu họ không bảo là ba mấy tuổi rồi. Hai em là quen nhau là ở ngoài Nghệ An hay là trong này? Em là quen cái thằng bạn. Nó bảo tao không có con ở Đô Lương, mới ở Sà Mô. Nó bảo mịt hơn. Ủa nói con... gì chắc mặt anh thề luôn á. Anh không nghe luôn, anh thề luôn á. Quê mi ở Mô. Quê mi ở Đô Lương. Chữ Đô là gì? Đô Lương. Đô Lương. Tiếp luôn. Rồi. Xong bạn đó ông gặp em là bảo quen thằng bạn ở Đô Lương. Xong cháu số điện thoại, xong hai đứa tự nhắn tin với nhau. Khi đó là em đăng ký 2000 một là được 60 phút đấy. Tán gái tùm lum còn dư mà. Không biết gọi ai. Nên nhờ có con này nó cho số để thì ta gọi thử ấy coi. Hai đứa cũng nói chuyện qua lại bình thường. Xong đến ngay hôm kia là anh bạn mới bảo là để chiêu chở chồng vào chơi. Là kia nó chơi không em, là bảo nó giờ vào nhà chị tao nhá. Là lúc ấn tượng em sao? Em thấy con này nhìn ấy gì vậy? Nghĩa là mình không thích lắm đấy. Nhìn ấy là thế nào? Ấy kiểu là mình không thích lắm. Không thích lắm. Với tách thằng kia nữa. Thằng kia là bảo nó vào nhà chị thôi, đúng không? Thằng này chơi tao hả mày? Do gì mà không thích ta? Cái người con gái này đẹp mà dễ thương mà sao không thích? Thôi đó, em mập lắm, mập mà đẹp lắm. Xong anh này xoay xoa chẳng nói chung là hai bên không có quen nhau lắm. Mà em cũng không có thích hả? Không, em cũng thích, mới hai mấy tuổi mà. Râu thì để dài, xong hả? Tóc thì để xuôm xa vậy đó. Xong mặc đồ không phải đẹp như giờ đâu. Rồi lúc bao lâu thì tụi em mới bắt đầu là quen nhau? Khoảng sau 3-4 tháng á. 3-4 tháng? Dạ. Rồi trong lúc tụi em yêu nhau á có... Em thì cứ đi học vừa đi làm vậy, khi vợ có bầu thì mới ấy thôi. Nhưng có em đang... Khi hả? Đúng rồi, có em thì muốn đi học nữa. Văn bằng 2 Quản trị nữa. Nhưng mà thôi lỡ là sao mày giữ gìn mà để có bầu trước chi không nội? Tại... Vì dù quá. Sao bị dù? Tại vợ chứ... Anh ấy nói mà đâu ai tin đâu. Bởi vì nói chung là em còn phải tính học nhiều đó. Rồi ấy lỡ rồi thôi, quýt lớn. Mà từ đó về sau là em gián đoạn cái việc học luôn. Thì vẫn cứ học. Rồi lấy nhau rồi xong rồi có bị vỡ mộng về nhau không? Vợ thì nói chung là chỉ có mình nói thì nó hay cãi lại, mình ghét rồi mình tức thôi. Anh hỏi nè, mỗi lần mà mình nói cãi lại vậy có lần nào mà em phát bực lên mà em động thủ em động thủ với ba không? Có một lần rồi. Sau khi lấy hay trước khi lấy? Sau khi lấy. Là hôm đó là con bé nhà em á nó bị đỏ mắt đỏ. Xong em chạy từ trong nhà ra chợ mà lại không cầm điện thoại đi mua thuốc, xong rồi em còn là đi mua đồ cho bé nữa. Về đến đâu xóm chẳng thấy con đâu, thấy ông ấy đang phá sữa, chạy ra đông một phát bộp em cả. Em bảo ủa sao kỳ vậy, làm như điên nhở, vợ con khóc cái gì mà đánh vợ. Xong em bảo thôi mỗi đứa mỗi đường chứ khỏe. Khi nào em tức mà nó cứ khóc từ đầu đến cuối, mình thương con rồi xót ra đánh nhau luôn. Nhưng mà em đâu có biết là vợ em đi đi mà đi. Em lấy điện thoại lên em gọi là không thấy đâu cả. Em thiền tức thấy nó khóc, con nó khóc nó tái tím luôn. Sao ông bồng không hiểu luôn đúng phải. Ý là tài là lúc đó là có gì với ở đó với lại xem trong ở nhà thì nghỉ thôi để cho con ở nhà với bộ á. Em đi khoảng 1 tiếng em về mà con bé nó khóc ghê quá. Xong là lần đó là bị một cái bóp ngay mặt luôn. Rồi đã đánh nhiều lần nữa không? Một lần đó được rồi. Nhưng mà em một lần thôi mệt mỏi. Sao em vẫn cứ dọa? Ủa là hay dọa vợ đánh đó mà. Dọa vậy thôi chứ không đánh đâu. Dọa sao? Trong mà đang nói chuyện với nhau thì dính mấy một chế đó, nó cứ đòi đập em đó. Nhưng mà mấy một chế đó tao đánh cho mày một cái vậy. Nó tạt cho mày một cái. Mấy chế đó tạt. Nhưng mà mỗi lần mà dọa như vậy là em có bị tổn thương không? Em giận lắm. Hai vợ chồng nói chung là em dọa thôi, em có khi nào đánh rồi em. Em nói chung là em buồn lắm, vì nghĩ vợ chồng yêu nhau mấy năm trời xong mới cưới nhau, phải tôn trọng nhau mà sợ đằng này hả? Cứ hở tí là đòi đánh, hở tí là đòi đánh. Ý là đánh rồi còn đi khoe bên nhà vợ nữa, mở đi đánh vợ, mở chó vợ tạt xong mới nói với em buồn lắm. Mà ông này chẳng bao giờ xin lỗi đâu. Sao vậy cưng, sao vậy? Em nói chung là em, ví dụ em bị sai là em sửa, em biết tự biết đường vậy thôi. Em không, ít khi em nói ấy thì em chỉ thể hiện bằng hành động thôi. Mình gọi là mình biết trong người là mình ở cái việc đó mình sai rồi. Có bao giờ vợ em xưng mày ta với em chưa? Chưa. Nói chung là chưa bao giờ. Có, cũng chưa.
Chưa. Cũng chưa. Ví dụ như bây giờ xưng, nếu mà vợ em xưng mày tao với em thì em nghĩ sao? Chắc là đánh chết luôn. Không, nói chung là giờ em kìm rồi. Chị cũng cảm nhận là em là cái người đàn ông trực tính. Trực tính và hơi nóng tính. Thì có đôi lúc ví dụ như em cũng có thể thông cảm được một chút cho cái trực tính và nóng tính đó. Đó, tuy nhiên là người ta gọi là tức nước vỡ bờ đó. Chị dậu đó, cho nên